Xin chào anh em, trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng. Em xin review con máy nổ Kubota nha anh em. Con này ba máy Kubota D64 nha. Con này có cái bơm dầu phụ nha anh em, rồi có cái bơm dầu thủy lực luôn nè. Bánh đà nó còn có cái bu ly đẹp keng luôn. Con này mã số nó là 326 nha anh em. Đây Kubota D64. Rồi em soi sơ lược qua một vòng rồi để em test cho nó chạy nha anh em. Nhích ra chỉnh chiếc xe mát. Rồi. Con này hơi khối là ok nha anh em. Bao khối cho anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu sử dụng con Kubota D64 mã số 326 thì anh em liên hệ với số điện thoại là 0938 312 207 nha anh em, công ty Đức Tùng. Rồi em xin cảm ơn nha.